quân đội tự do Syria đã nhận được vũ khí mới, tin từ Istanbul. Phát ngôn viên Louay Mekdad của quân đội tự do Syria đã nói trong cuộc họp báo ở Istanbul rằng Hội đồng quân sự tối cao do tướng Salim Idris lãnh đạo đã nhận được một số vũ khí mới, nhưng không phải là những loại vũ khí mà Hội đồng đã yêu cầu. Số vũ khí nhận được do một số nước ủng hộ chuyển giao đang có lời hứa từ nhiều nước Ả Rập và Tây Phương sẽ giúp thêm vũ khí cho quân đội tự do trong các ngày sắp tới để tăng cường khả năng có thể lật đổ chế độ Al-Assad. Phát ngôn viên Mekdad cũng nói rằng số vũ khí nhận được sẽ chỉ được quân đội tự do Syria sử dụng và hoàn trả trở lại sau khi chế độ Al-Assad bị lật đổ. Ông Mekdad từ chối không cho biết tên các nước đang giúp vũ khí cho dân quân Syria và chi tiết số vũ khí đã nhận được. Ngày hôm qua, 11 nước Tây Phương và Ả Rập đang họp ở Qatar để thắt chặt sự cộng tác trong việc yểm trợ dân quân đang chiến đấu để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Hai nguồn tin vùng vịnh cho biết Saudi Arabia đang giữ vai trò lãnh đạo trong việc cung cấp vũ khí tân tiến cho dân quân Syria. Dân quân đã cho biết họ đang cần hỏa tiễn chống phi cơ và vũ khí chống xe tăng.